nó bị cả, nó bị hỏi đầu đuôi nhiều lâu lắm ấy. Sao còn bàn tán cái gì giờ, không phải bàn tán làm cái gì cả. Sao rồi anh? Làm gì giờ, có gì mà sao giờ, báo công an người ta lần viết đơn về nhà nó là triệu tập nó lên để làm việc, có gì mà sao đi về. Thì nó bảo vậy không? Chờ lâu thế. Bảo em hỏi là cần chị ngoài làm chứng đấy, nhưng mà người ta bảo bây giờ là chưa cần đấy, người ta sẽ viết đơn về đấy để triệu tập Hùng lên làm việc đấy, là sẽ lúc đấy là sẽ gọi mình lên làm việc nữa. Còn hoặc giờ còn là một ngày kia họ gọi giờ là chưa cần đấy, giờ là em vào đấy viết đơn, người ta bắt bảo viết đơn tường trình sự việc các thứ này, lại em ghi hết tội nó ra từ cái tội đợt trước, cái tội mà đợt trước nó làm hoài đấy đấy, đến cái tội nó bắt hoài này xong đưa sang biên giới này, lại em ghi hết. Bây giờ là vào trong kia là báo công an, đấy là công an giải quyết thằng Hùng. Thế em bây giờ nha, bây giờ là chị Hoài đứng ngoài này, bây giờ chưa cần vào đấy, để em vào trình báo người ta đấy. Đợt trước là em đã kiện một lần rồi, đơn đơn em một lần rồi, giờ là kiện lại đấy, kiện tiếp là có tội từ đợt trước đến bây giờ, hiểu không? Đấy. Nhưng mà chị đợi chị đây, nếu mà người ta cần thiết thì bảo gọi, cần người làm chứng, cần người làm chứng thì gọi thì em vào, em gọi chị vào đấy, còn giờ thì chưa cần thiết lắm. Nghe kiểu em vào trong đấy em trình báo người ta. Anh cởi áo ra. Được chưa, em kiện một lần rồi. Vào đấy bị khẩu trang. Chịu không? Là em kiện một lần rồi, nhưng mà em lại rút đơn về. Là đợt đấy là. Lấy khẩu trang đeo. Ra đâu vào đấy đeo khẩu trang người ta bắt đeo khẩu trang. Nha. Chị Hoài cứ cơ mọi người đấy nha. Anh ấy đi nhờ, có gì thì gọi bọn em vào luôn nha. Thế bây giờ. Bây giờ chị bảo là hôm nay nó đến mai nó đến, xong là bọn em còn làm ăn nữa, bây giờ bán hàng không tập trung để bán hàng. Đây nó má chị đấy. Bây giờ nên mà không yên tâm. Chứ không nghe. Vừa nãy là mình gom hết tội nó rồi. Và bây giờ có bao nhiêu là mình kể hết tại đấy rồi, ghi hết tại đấy rồi. Nếu mà nó cần người làm chứng, ví dụ là người ta sợ không tin được, người ta bảo là anh có một mình anh vào ấy, làm sao mà nhiều tội như vậy. Như là nếu mà cần người làm chứng chắc anh gọi chị em mình vào làm chứng. Chắc chắn có, chắc chắn cũng gọi thôi. Nếu mà mấy người mà không còn nữa thì bây giờ còn bà Nga này, mẹ em nữa này. Ấy, chủ yếu một mình em là cũng đủ rồi ấy. Từ trước đến giờ nó hại em như vậy rồi, nó bao nhiêu tội rồi. Lần trước em đã bỏ qua rồi, không kiện rồi, lên nhà em nó van, nó xin là nhà em đã bỏ qua rồi mà bây giờ nó còn như vậy nữa. Lần này nó không bao giờ tha thứ cho nó nữa. Cái tội toàn nó phá đám mình nó cũng đủ lắm rồi. Đúng không? Lên nó tìm chả có lý do gì nữa mà nó tìm mình cả, không biết nó cả. Bây giờ nay này đến, mai này đến, không biết là nó tìm về cái vấn đề gì. Nó kiểu thích làm phiền mình ấy, thế mình không yên ổn ấy. Em thấy nó mệt lâu nhỉ, tội lâu nãy rồi. Mình ra nó bị cả, nó bị hỏi đầu đuôi nhiều lâu lắm ấy. Sao còn bàn tán cái gì giờ, không phải bàn tán làm cái gì cả. Sao rồi anh? Làm gì giờ, có gì mà sao giờ, báo công an người ta lần viết đơn về nhà nó là triệu tập nó lên để làm việc, có gì mà sao đi về. Thì nó bảo vậy không? Chờ lâu thế. Ngồi bảo em hỏi là cần chị Hoài làm chứng đấy, nhưng mà người ta bảo bây giờ là chưa cần đấy, người ta sẽ viết đơn về đấy để triệu tập thằng Hùng lên làm việc đấy, là sẽ lúc đấy là sẽ gọi mình lên làm việc nữa. Còn hoặc giờ còn là một ngày kia họ gọi giờ là chưa cần đấy. Giờ là em vào đấy viết đơn, người ta bắt bảo viết đơn tường trình sự việc các thứ này, lại em ghi hết tội nó ra từ cái tội đợt trước, cái tội mà đợt trước nó làm hoài đấy đấy, đến cái tội nó bắt hoài này xong đưa sang biên giới này, lại em ghi hết, em liệt kê danh sách một loạt ra, tội nó dài cả gang tay, cả gang tay giấy, mấy trang giấy cần chưa viết một cái nét nó nha. Vào bây giờ mình phải trình báo rõ ràng ra đấy. Em nghiên đã hỏi nhiều chứ, đấy cho là bảo làm sao mà cái chuyện hoài được chưa, nên nói chuyện lâu rồi đấy, mà lần sau đợt trước rút đơn kiện lại rồi đấy, mà giờ lại kiện tiếp cái thứ kiểu như thế. Em rút à? Đợt trước là em kiện nó
đấy, nhưng mà nó xin xong là nó đợt trước là nó dùng cái gì, nó dùng cái, chị có nhớ cái clip ấy không, cái clip đợt trước nó quay hoài không đấy, nó dùng cái đấy nó đe dọa em là em thôi em bỏ qua cho nó, là cho là định là cho nó nuôi con đấy, nhưng mà nó không biết điều đấy, nó vẫn quay lại là hai bọn em, nên là giờ là cho nó đi luôn, là em liệt kê đến theo cái đến hai đến cả gang tay tội của nó, tội nó cả mãi không hết. Em tưởng tình lại cái quá trình đưa hoài dân bên biên giới các thứ thế nào, em xem trong luật là tội của nó là đi dài dài đấy chứ không ít đâu đấy, là nó cứ tưởng là mình sợ nó đấy, xong là công an bảo là làm sao mà không báo sớm đấy, nhưng mà giờ vẫn xử lý được, là giờ công an đánh giấy về đấy, là gọi nó lên, mình không việc gì mà mình phải bắt nó đuổi nó làm gì cho nó nguy hiểm ra, hiểu không? Công an người ta có trách nhiệm, người ta người ta xử lý. Mình bắt nó là mình đánh nó lại ăn dài cho mình lại tội mình ra, mình là tốt nhất bây giờ cứ báo công an, như vậy là công an tìm đến nó, gọi nó lên là nói chuyện với nó. Là công an gọi lên là lúc đấy là mình lên đấy, bao nhiêu người có chị này, Hoài này, em này bà cả bà Nga này, bao nhiêu người này, nó cần những ai thì nó gọi làm chứng minh, làm chứng minh, quan trọng là những người bị hại đấy, nó đánh nó đánh lúc nó ra đánh là chị đúng không, lên là cho nó một phát nữa, một đơn nữa chị đấy. Chị riêng chị là một đơn luôn đấy, cho nó đi luôn đấy chị. Thằng này là không, bây giờ là không nhờn với nó được, lần này là em nhất quyết là em cho nó đi tù rồi. Giờ là yên tâm là đi và ăn ngon ngủ kỹ đấy, đi đâu không bị gì phải lo sao? Cả suốt ngày lo lắng lên nó, nhưng mà nay mình em không bị gì mà em phải lo à, đấy, giờ là giải quyết là xong rồi. Mặc áo này thế này, mình giờ mình kiểu là mình nhờn với nó đấy, là nó nghĩ là mình như kiểu là mình sợ nó đấy, chẳng qua là ý đi là đâu mình, phải nhìn trước nhìn sau, mình muốn yên ổn làm ăn thôi đấy, mà nó nghĩ là mình sợ nó, loại nó thì cái tội của nó thì đi lúc nào cũng được, với cái số tội của nó đi cần đi dài thì không thấy ngày về, nhiều gộp lại nhiều lắm, nhưng tội vượt muốn vượt đòi vượt biên nhiều lắm, lại nhiều lắm, nguyên cái tội đấy là đã đủ đi rồi. Thôi bây giờ về, em mình về kéo lại cần đi ăn mừng đấy, chuẩn bị là cho nó đi tù. Đi tù thảo có gọi tất cả mọi người đi ăn mừng. Okay. Bà Nga giờ là bà cũng quay đầu rồi đấy, nên là nếu cần là bà Nga là đồng loại với nó đấy, là bao nhiêu tội của nó là bà Nga biết hết. Bà Nga biết hết mà, chị cũng biết, chị từ đợt trước là bao nhiêu tội nó chị chẳng biết. Đấy, chị đợt trước chị cũng đi rồi đây, nên là chị còn là chị khai cả nó ra đấy, nên là giờ là yên tâm là đi về, không việc gì mà lo nghĩ làm gì cả, cho nó đau đầu phức tạp cả, công an người ta sẽ giải quyết cho mình. Bao nhiêu người bảo em là cho nó đi tù đấy, nhưng mà ý là mình muốn yên ổn làm ăn, thì không muốn gì ra gì đến nó, tưởng là nó biết điều đấy, thì mình sẽ thôi đấy, bởi vì nhưng mà giờ để nó ngoài nguy hiểm cho xã hội quá, mình cho nó đi đây. Đây, lên đi. Mẹ thôi. Lần này có mình thẻ luôn, em có mình chết đi em cũng phải cho nó đi tù. Không bao giờ em giúp lại đơn kiện như lần trước.